Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Zico TV. Trong video ngày hôm nay thì Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị một thông tin rất là vui dành cho quý cư dân ở trong Vinhome Smart City cũng như là những anh chị mà đang có quan tâm tìm hiểu đến cái dự án Vinhome Smart City này. Đó chính là cái trường công trường trung học cơ sở Tây Mỗ 3 được làm trong cái dự án Vinhome Smart City, và tuần vừa qua thì đã chính thức là khởi công triển khai cái dự án trường trung học cơ sở Tây Mỗ 3 này anh chị ạ. Và đây là một cái thông tin rất là vui để mà anh chị có, cũng như là con em của anh chị có thể thêm nhiều cái lựa chọn đi học khi mà anh chị sống tại trong khu đô thị Vinhome Smart City. Khi mà nói đến các trường công thì ở dự án Vinhome Smart City thì các trường công thường ở ngoài cái khu đô thị này và cách đâu đó khoảng tầm 2 km, và thường nằm trên các trục đường chính để mà đi vào cái dự án này. Và cái việc đi học mà cách khoảng tầm 1-2 cây số như thế cũng đã là rất là gần rồi. Và con em của chúng ta là những học sinh ở đó thì thường đi học bằng cái phương tiện là xe buýt nội khu, rất là thuận tiện. Đó chính là một cái lợi thế khi mà chúng ta học ở các cái trường ở cạnh cái trường của khu đô thị này. Và tuần vừa qua thì đã chính thức triển khai xây dựng cái trường trung học cơ sở Tây Mỗ 3 này, một cái trường công đầu tiên nằm trong cái khu đô thị này, để mà có thể là đáp ứng cái nhu cầu học hành, học tập cho các bạn khi mà các bạn đến tuổi đi học, đúng không anh chị? Và anh chị hình dung là ở trong cái dự án Vinhome Smart City này thì anh chị có thêm rất nhiều cái lựa chọn để mà cho con em anh chị đi học. Ngoài cái việc là anh chị cho các bạn học ở VinSchool ra thì anh chị có thể là đi cho học ở các cái trường quanh đây như là trường Alpha, như cũng là trường quốc tế, đúng không anh chị? Cũng rất là gần cho khu đô thị Glesinko, và cũng như là cái trường bây giờ thì lại có thêm những cái trường công nữa, thì đấy là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Và với cái quy mô của cái dự án trường trung học cơ sở Tây Mỗ 3 này thì anh chị có thể hình dung là cái trường này chỉ được xây dựng trong vòng 500 ngày thôi, tức là khoảng một năm, đâu đó khoảng một năm rưỡi đây anh chị, là đã hoàn thành rồi. Và từ đó thì là có thể là đáp ứng cái nhu cầu học tập, học hành cho các bạn ở đây của chúng ta để có thể thuận tiện để đi học hơn. Thì ở cái vị trí này thì chúng ta đang ở cạnh là cái bãi đỗ xe Parking Zone 3, và cũng như là đối diện cái Parking Zone 4, và ngay gần cái cây cầu vượt đi sang cái khu đô thị trên đường Bảo Sơn. Và từ cái vị trí này thì cũng rất gần với các cái phân khu như là Imperia Smart City hay Master West 2 và The Thunkin. Đấy là một cái việc mà rất là thuận tiện nếu như mà chúng ta muốn con em của chúng ta đi học ở trường công. Và vừa rồi cũng là những cái thông tin mà Zico TV muốn gửi tới anh chị về cái thông tin rất là vui để anh chị có thể thêm được những cái lựa chọn trong cái việc học tập và phát triển của các bạn, của các cư dân nhí. Xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như anh chị thấy video này là hữu ích thì hãy dành cho Zico TV một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.